Ngụ Tư Tư nhờ có ông lão đánh cá mà vượt qua sông Trường Giang, khi đói bụng lại được người phụ nữ giặt lụa nhường cơm cho. Năm 59 trước công nguyên, Ngụ Tử Tư và Công Tử Thắng trải qua trăm cay nghìn đắng mới đến được Ngô Quốc. Trong tưởng tượng của chúng ta, nước Ngô nên là một nơi phồn hoa, phải vậy không? Thực ra không phải. Khi ấy Tô Châu là vùng đất hoang vu, lạnh lẽo, nhân khẩu cũng ít, thành quách đơn giản chật hẹp. Ngụ Tử Tư đến nơi đó, nhìn quanh không thấy ai thân thích, cũng không có người tiến cử. Ông đành phải ở nơi đó thổi tiêu mà xin ăn. Khi Ngụ Tử Tư thổi tiêu khất thực, vừa thổi tiêu vừa ca sướng, ông đã hát những bài như thế này: Ngụ Tử Tư, Ngụ Tử Tư, lặn lội tống trình không nơi nương, trăm cây nghìn đắng lạnh với buồn, thù cha không báo sống nghĩa ư. Ngụ Tử Tư, Ngụ Tử Tư, vượt qua chiêu quan tóc mai bạc, trăm kinh nghìn sợ lạnh với buồn, thù anh không báo sống nghĩa ư. Ngụ Tử Tư, Ngụ Tử Tư, bến đò hoa lâu suối Lật Dương, trăm sinh nghìn tử đến đất Ngô, thổi tiêu khất thực lạnh với buồn, thù mình không báo sống nghĩa ư. Vua nước Ngô bấy giờ là Vương Liêu. Ông nội của Vương Liêu là Thọ Mộng. Thọ Mộng có bốn người con trai. Con trưởng là Trư Phàn, con thứ hai là Dư Sái, con thứ ba là Dư Mùi, con thứ tư là Quý Trác. Kế vị thời đó thông thường là con trai trưởng của vợ cả kế thừa. Nhưng trong bốn người con trai nhỏ nhất là Quý Trác, là người rất hiền minh. Cho nên Thọ Mộng nhất tâm muốn đem vương vị của mình truyền cho Quy Trác. Nhưng do chế độ kế thừa trong quá khứ là con trai trưởng của vợ cả kế thừa, nên ông mới nói với Trư Phàn rằng vương vị có thể truyền cho con, nhưng sau khi con mất đừng đem vương vị truyền cho con trai của con, mà nên truyền cho em trai của con là Dư Sái. Sau đó Dư Sái lại truyền cho em trai là Dư Mùi, Dư Mùi lại truyền cho em trai là Quý Trác. Đây cũng là một loại phương pháp truyền vương vị gọi là anh mất em thay, chính là anh trai mất rồi thì em trai kế vị. Có hai phương pháp truyền ngôi thời cổ đại, một loại là cha mất con kế, một loại là anh mất em thay. Cha mất con kế chính là phụ thân mất rồi thì con trai trưởng của vợ cả kế vị. Anh mất em thay chính là anh trai mất rồi thì sẽ do em trai đến kế vị. Thọ Mộng hy vọng thông qua phương thức anh mất em thay thì để truyền vương vị cho Quý Trác. Như vậy, sau khi Thọ Mộng mất, những người con trai của ông đều tuân theo. Trư Phàn truyền ngôi cho Dư Sái, Dư Sái truyền ngôi cho Dư Mùi. Khi Dư Mùi muốn truyền cho Quý Trác thì Quý Trác đã chạy mất. Bởi vì Quý Trác không thích làm vua, ông cảm thấy trị quốc là việc rất hao tâm tổn lực, không có quan hệ gì đến mình, nên ông đã chạy mất. Quý Trác là một vị quân tử rất có khí chất và tu dưỡng. Sau khi Quý Trác đi thì xuất hiện một vấn đề, nên là con trai của Dư Mùi kế vị chăng, hay là con trai của người con trưởng Trư Phàn. Kết quả Dư Mùi không lấy vương vị truyền cho con trai của Trư Phàn mà cho con trai của mình kế vị, chính là Ngô Vương Liêu. Vậy thì con trai của Trư Phàn là ai? Chính là Công Tử Quang. Công Tử Quang sau này là Ngô Vương Hạp Lư nổi tiếng. Nhưng thời điểm ấy, vua của nước Ngô vẫn là Vương Liêu. Ngụ Tử Tư chính là đến nước Ngô vào thời điểm đó. Khi Ngụ Tử Tư ở chợ Thổi Tiêu khất thực, ông đã gặp một người xem tướng rất chuẩn xác, tên là Bị Ly. Bị Ly nghe tiếng tiêu buồn thê lương, bèn theo tiếng tiêu mà tìm đến Ngụ Tử Tư. Ông nhìn Ngụ Tử Tư và nói: tôi cả đời xem qua rất nhiều tướng người rồi, trước giờ chưa thấy ai giống như ngài. Ông hỏi Ngụ Tử Tư là ai. Ngụ Tử Tư đã kể lại tất cả cho Bị Ly. Bị Ly trong triều là quan đại phu, cho nên sự việc của Ngụ Tử Tư cuối cùng cũng đến tai Ngô Vương Liêu. Ngô Vương Liêu gọi Ngụ Tử Tư vào điện.
nói rằng ông rất ngưỡng mộ tài năng của Tử Tư. Khi Ngụ Tử Tư nói về mối thù của cha và anh, thì đôi mắt như tóe ra một tia lửa vậy. Ngô Vương Liêu rất đồng tình, bèn chuẩn bị đáp ứng cho Ngụ Tử Tư xuất binh báo thù. Sự tình tiến triển rất thuận lợi, nhưng Công Tử Quan lại không muốn như vậy. Công Tử Quan là con trai của Chư Phàn, là con trưởng của Ngô Trước, trước giờ vẫn luôn mưu đồ đoạt lấy vương vị. Nếu được Ngụ Tử Tư phò tá, thì vây cánh của Ngô Vương Liêu lại càng đông đảo hơn nữa. Năng lực và thực lực lại càng lớn mạnh hơn nữa. Công Tử Quan muốn đạt vương vị sẽ lại càng khó khăn. Công Tử Quan bèn tiến đến nói với Ngô Vương Liêu rằng: "Ngài là chủ của một nước trăm vạn dân, không thể chỉ vì kẻ thất phu mà khởi binh. Sao có thể vì một kẻ như Ngụ Tử Tư mà động đến nước sở lớn như thế? Chết nhiều người như thế chỉ vì để hắn ta báo thù sao? Nếu thắng lợi, Ngụ Tử Tư rất vui, còn nước ta lại tổn thất rất lớn. Chúng ta chẳng phải sẽ vong quốc hay sao?" Ngô Vương Liêu nghe xong, cảm thấy cũng có đạo lý. Thế là bèn từ bỏ kế hoạch báo thù thay cho Ngụ Tử Tư. Nếu bạn là Ngụ Tử Tư, khẳng định sẽ rất phiền muộn. Sự việc như đã nắm chắc trong tay, đột nhiên giữa đường lại có người chen chân làm hỏng hết sự việc. Nhưng Ngụ Tử Tư không buồn rầu. Trong sự ký, phần Ngụ Tử Tư liệt truyện viết rằng Ngụ Tử biết được chí hướng bên trong của Công Tử Quan, muốn giết vua để lên ngôi, nên chưa thể nói ra ngoài. Ngụ Tử Tư bèn tiến cử Chuyên Chư cho Công Tử Quan rồi thối lui. Cùng với con Thái Tử Kiến là Công Tử Thắng cày cấy ở vùng Thôn Giả. Từ phản ứng của Ngụ Tử Tư, chúng ta có thể thấy ba đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là nhìn người rất chuẩn. Khi Công Tử Quan làm hỏng sự tình, ông biết Công Tử Quan không hề xuất phát từ lợi ích quốc gia, mà hoàn toàn là vì muốn đạt vương vị. Ngụ Tử Tư mới chỉ gặp Công Tử Quan vài lần, nhưng chỉ dựa vào khả năng quan sát của mình, Ngụ Tử Tư như đã nhìn thấu tâm cơ của Công Tử Quan. Điểm thứ hai, Ngụ Tử Tư tính kỹ nghĩ xa. Ông biết nếu Ngô Vương Liêu một khi bãi binh, thì ông không thể cậy nhờ được lần nữa. Duy chỉ bằng cách giúp Công Tử Quan giết Ngô Vương Liêu, để Công Tử Quan làm vua Ngô. Chỉ khi có ân lớn đối với Công Tử Quan, hoặc lập được công trạng đặc biệt, thì ông mới có thể nắm chắc chính trị nước Ngô, từ đó xuất binh báo thù. Có thể thấy, Ngụ Tử Tư đã mưu tính rất kỹ lưỡng. Ông không những không hận ông Tử Quan, mà trái lại còn tiến cử thích khách Chuyên Chư giúp ông ta thực hiện nguyện vọng của mình. Điểm thứ ba, Ngụ Tử Tư dự kiến tài năng sau khi Từ Quan đã cùng Công Tử Thắng ở vùng Dương Sơn mà cày cấy. Ngô Vương Liêu ban cho ông 100 mẫu đất tại đó. Ông cày ruộng bao lâu? Mất 4 năm. Ngụ Tử Tư vì báo thù mà đã ở đó trồng trọt 4 năm. Ông trả lại khuê vị quan đại phu, chỉ để làm một người nông dân, một mặt cày ruộng, một mặt chờ cơ hội báo thù. Ở đây, chúng ta có thể thấy tâm thái tĩnh lặng và ẩn nhận của Ngụ Tử Tư. Từ quan để cày ruộng trong 4 năm, làm bạn với sự cô tịch, có thời gian thì trau dồi thao lược. Chúng ta biết rằng, Ngụ Tử Tư muốn báo thù thì phải làm thành 3 việc. Việc thứ nhất là chạy khỏi nước Sở. Việc thứ hai là nắm được chính trị của một quốc gia. Việc thứ ba là đánh thắng nước Sở. Ngụ Tử Tư sau khi vượt qua Chiêu Quan đã thoát khỏi sự truy bắt của nước Sở. Như vậy, việc thứ nhất đã xong. Nhưng hiện tại ông mang thân phận là nông dân, thì làm thế nào mới nắm được chính trị nước Ngô đây? Kết quả ra sao? Chúng tôi sẽ kể tiếp câu chuyện trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.